trước mặt các bạn là chiếc xe xe tải van siêu sang của tất cả những chiếc xe tải van hiện tại đang có trên thị trường. Đó là chiếc Đông Ben X30 phiên bản 5 chỗ đời 2021 Full Option Plus. Nó gồm rất nhiều thứ. Trong video này mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cái sản phẩm này. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với ô tô Thiện Nhân. Trước mặt các bạn là cái sản phẩm Đông Ben X30, chiếc xe tải van siêu sang của Việt Nam. Chiếc xe này có rất nhiều điểm đặc biệt. Đầu tiên là đây là một cái sản phẩm của phiên bản đời 2021 hoàn toàn mới. Logo mới RM, nó không còn mang cái bóng dáng là cái tên là Đông Ben X30 nữa, nó là FRM SAM X30 V5. Phiên bản nó tương ứng là cái bản 5 chỗ đấy. Về ngoài các bạn nhìn nó vẫn còn nguyên này, nó vẫn y hệt như các cái phiên bản đời cũ thôi. Vẫn là cái mặt la răng giống chiếc xe BMW này, đèn pha bi xe lông, tất cả mọi thứ rất quen thuộc. Thế cái sản phẩm này có điểm đặc biệt là gì? Thứ nhất, nó là đời mới nhất 2021. 2021 nó mang tất cả những cái tinh túy của nhiều đời xe trước đó có trên cái sản phẩm này. Vẫn là động cơ 1.5 lít nhưng mà được cải tiến hơn về mặt hiệu năng cũng như là về mặt tiêu thụ nhiên liệu. Nó đã tiến gần hơn với cái tiêu chuẩn khí thải Euro 5 rồi. Nhưng mà trên này vẫn dán tem Euro 4 nhá. Rồi cái gì đi quá xa hoặc đi quá tốt thì sẽ bị soi. Thế nên là mặc dù đã đạt tiêu chuẩn Euro 5 rồi nhưng mà chúng tôi vẫn để cái tiêu chuẩn Euro 4 ở đây. La răng mới. Riêng bộ la răng đã trị giá khoảng 10 triệu rồi. Đấy các bạn nhìn, 4 bánh đều la răng mới, la răng đúc, hợp kim, bền mà lấy búa đập không vỡ. Đấy, thứ hai là gì nữa ạ? Là ghế da này, các bạn có thể vào đây nhìn này. Ghế da 3D có thấm mồ hôi, có cả sấy. Cụ thể như nào thì mời các bạn ngồi lên trực tiếp các bác sẽ thấy. Đây là chúng ta sẽ thêm một cái phần nữa này, là sàn bằng inox, sàn cho ghế đằng sau nhé, không phải ghế đằng trước nữa. Đấy, đằng sau có sàn này, kèm ghế da. Ngoài ra thì điểm đặc biệt nữa các bạn nhìn, đây là có tấm chắn điều hòa chính hãng này. Đấy, các bạn tìm trên thị trường thì chưa chắc đã có cái sản phẩm nào đã có cái này. Nhưng riêng mình đã có cái sản phẩm này giới thiệu đến tay các bạn rồi. Còn gì nữa ạ? Mời các bạn ra đằng sau. Xe SAM phiên bản đời 2021 có cảm biến lùi. Những ba cái cảm biến lùi, không phải một nữa. Các xe tải khác chỉ dám chơi một thôi, mình ba chiếc. Đằng sau này là camera lùi chính hãng nhá, đóng thuế đầy đủ. Đấy, nhà máy thì nhập về là nguyên bộ nguyên chiếc với số lượng rất lớn và đóng thuế cho nhà nước, nên cái bộ chính hãng này thì chất lượng các bạn khỏi phải nghĩ, chất lượng nó như Sony ấy. Đấy, các bạn nhìn cái tấm chắn điều hòa chính hãng này rất đẹp, đẹp hơn tất cả những chiếc xe hiện tại đang có trên thị trường, từ Kenbo này, Vuitton này, DMT này. Khi nhìn vào các tấm chắn đó và nhìn vào cái tấm chắn của Đông Ben này thì các hàng kia như hàng tàu thôi. Đấy. Còn gì nữa thì mình giới thiệu cho các bạn luôn. Thì cái sản phẩm này với cái động cơ 1.5 lít sản sinh ra công suất là 80 kW, chỉ với 5.600 vòng quay trong 1 phút thôi. Ở cái vòng tua thấp nó đã đạt được cái công suất từ cực đại đấy, thì nó khiến cho các bạn đi ở cái tốc độ thấp nó rất là mượt. Và đây là một trong những chiếc xe có cảm giác lái tốt nhất trong tất cả các chiếc xe tải. Tất cả các chiếc xe tải nhá, mình xin nhấn mạnh thế. Ở phần đằng trước các bạn nhìn này, thứ nhất các bạn lên đây các bạn nhìn này, từ phần cabin các bạn sẽ thấy là cái camera này, cái bộ camera, rồi là vô lăng cho tới hệ thống cabin nó được làm mới hoàn toàn. Ở đây là một đường mạ chrome xịn nhé, không phải chrome giả đâu. Các đơn vị khác là toàn chrome giả thôi, mình chrome xịn. Đấy, đây bộ camera này, nó kết nối thẳng với điện thoại của bạn, nghe gọi cả làng cùng nghe luôn, không phải một mình nữa. Chìa khóa đã được thay đổi mới, chìa khóa đã có cái logo mới là gì? Là SAM này. Đó, logo cũng SAM, nó mang tính đồng bộ tuyệt vời. Trước đây thì là nó không được đồng bộ như thế, bây giờ đã khác rồi. Đó, ngoài ra thì nhà máy đã có rất nhiều phiên bản màu cho các bạn lựa chọn. Trừ ba màu cơ bản là trắng bạc và trắng và bạc thì còn ra còn rất nhiều các màu khác, các bạn đặt theo tùy chọn của các bạn. Màu nào mà hợp với mình thì có thể là mình mua. Và chất lượng sơn là chất lượng sơn 11 lớp của nhà máy nhé. Ok, nếu các bạn quan tâm đến cái sản phẩm này, hãy gọi cho mình 0987773322. Kia là cái chiếc màu bạc đời cũ kìa, các bạn có thể nhìn kìa. Đấy là chiếc xe V5 đời cũ, và nó vẫn mang tên Đông Ben. Còn đây là SAM
phiên bản mới hoàn toàn Full Option Plus của riêng ô tô thiện nhân. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Chân thành cảm ơn.